Hello, chào tất cả các bạn đến với channel của mình. Giờ mình sẽ làm clip cho anh Sơn Ngố nha các bạn. Trả thù clip trước nó cho mình đánh chim nguyên long nha các bạn. Ok, giờ nó đang ngủ nha các bạn. Nó kêu qua nhà mình nó chơi mà nó nằm ngủ luôn nha các bạn. Mình sẽ động dây buộc nó lại và quăng chọc nó nha các bạn. Ok, tiến hành luôn nha các bạn. Ok, mình đã ngủ qua nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ tiến hành luôn nha các bạn. Giờ buộc này chút ta. Có tay chút đi. Tay nó hay hay á. Đừng bỏ anh nhé. Đừng mà chia tay. Mày, bữa trước tao ăn cháo nguyên long hả mày? Tao ăn cháo nguyên long hả mày? Đứng mẹ giờ. Mày, tao ăn cháo nguyên long hả mày? Mày ăn cháo nguyên long. Làm gì hả? Thả ra coi, đụng nó tiêu dưỡng da nha. Tao mới ngủ tao mệt rồi á. Tao đâu có làm gì đâu. Ngủ đi, tao đâu có làm gì đâu. Đừng có dưỡng da. Cái cam đâu có cam gì đâu, cái nào kia đâu. Ủa, tao phát hiện hết hai cam, còn cam nào nữa không? Hết rồi. Ok, mình thả ra coi nha. Dễ lắm các bạn. Gửi qua mình coi. Mình mẻ con gì con này mà. Còn quý báu nha bạn. Mà thả tao ra không? Phải nói ra. Im mà. Xong rồi. Xong con. Mày thả tao ra. Mày im. Tôi thì tao ra tao thì chứ. Cuộc đời của Hải là nó chỉ có chết chứ bao đâu. Mày thả ra nhanh lên. Mày im coi. Tao dẻ nè. Im không? Tao dẻ con rồng bay thì muốn cho mày coi. Bạn biết con gì không bạn? Con ai là con. Chào bạn ha. Đùa. Quay tao đi. Mày biểu bữa mới cho anh tao. Mày con ra nhầm lên. Ha. Nó đeo cái tay rồi nha. Mày. Tính tao nắng rồi. Mày thả ra coi. Tao đang vẽ nè. Mày mẹ mày nói anh cái ôm mày dục xuống nước á. Đụng nó đeo cái chung. Chả quần ha. Tiếp đây nữa. Chả với quần đùi. Nó bực mẹ đâu. Má bực lạ kỳ. Má nội mà. Đố bạn biết gì không bạn? Ok, mình sẽ lượm cam gần lại cho các bạn xem. Má. Okay, các bạn. Mày không có cái cam nào nữa. Con đây là đố các bạn biết không gì vậy các bạn? Các bạn đã biết comment bên dưới để mình biết nha các bạn. Giờ mình sẽ trang trí mặt nó nữa nha các bạn. Vẽ giống mèo nha các bạn. Ok, mình sẽ đặt nó quay lại nha các bạn. Ok. Ui. Đây nó biết chạy nha các bạn. Mày chết mày với tao rồi. Đây biết chạy nha các bạn. Tao nói thiệt chứ tao mà ra là cái cuộc đời mày chỉ có chết thôi. Mày im ngay. Mày im không? Mày gồng không? Mày gồng không? Mày gồng không? Mày gồng không? Tao nói thả tao ra nha, đừng có dai dẫn dai. Im không? Im không? Trói tiền nha mày. Nhớ đồn coi. Mày ừ. Ừ. Tao tí tao tao. Tao trói mày xem anh. Tao cho mày xuống. Xuống nước luôn. Cái gì vậy? Ok các bạn. Đụng nó cho lỗi nha. Ok, rồi mình vẽ vẽ mặt nó lại nha các bạn. Mình có vẽ. Vẽ Nam Mô A Di Đà Phật. Né mặt coi. Ok, vẽ nói ông lưỡng độ nha các bạn.
đồ mẹ mũi nha bạn. Đồ ok giống tự vẽ thêm đường hâu cái mùi gì á. Thật ra coi ok nha bạn, nãy giờ đã vẽ đó bạn nhá. Mày gọi mẹ mày tung là tao tẩm mấy chục nước ấy. Ok nha bạn, đây là một cái gốc cam mình mới đặt. Quay sao ta. Ok đây nha các bạn. Đó nha các bạn. Đó nha các bạn. Mày giục mẹ cái ra luôn đi. Đó nha các bạn. Đây nha các bạn. Đủ. Đủ. Nó sổ tay rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ hầm nó xuống cái xuống nước nha các bạn. Ok. Để quay đây. Tắt tắt cái nam. Lòng nó phải à, tao mà ra được tao nói thiệt chứ cái cục đầu mày xuống đây không có ra gì hết mày hết á. Tao thì cái cục đầu mà tao mà ra là tao nói thiệt chứ. Cái nghề mà anh em biết lòng đó. Mày là cái tội cho nên cháu Nguyên Long nha các bạn. Má nó cái thằng quần má nó buộc sao mà đồ. Mày mày sẽ có được chết. Kẻ quá. Cuộc mắt thì này nó cũng cột khôn lắm các bạn. Nó cột tàn cái đường mình mở đâu không à. Gọi nó là chỉ có con đường chết. Không được con được sống. Làm chân mình chỉ méo nữa này các bạn. Thấy sợ. Bạn thấy kinh không? Khổ lắm, tính mình là biết lòng. Nó ra là chỉ cho nó. Giờ sao ta? Giờ mình cắt. Thằng quần quay gì nữa? Ừ, cho tao mượn cầm máy quay. Nãy giờ không biết cách nào rồi. Nãy giờ bây giờ mình chỉ có con đường là nó trôi mình đúng không? Mình đang ngủ mà nó giao trôi mình vậy. Giờ đang ngủ mình chặn lại nó luôn. Giờ mình sẽ đạp nó xuống sông đây nè các bạn. Con sông đây. Đây. Giờ mình sẽ đạp nó xuống lúc dưới đây luôn. Đạp tất cả luôn. Giờ các bạn cũng mát mẻ nó. Muốn cho mình ngủ lâu lâu anh em ra nhà ngủ chơi. Nó cho không mà. Mày cứ cho bây giờ sẽ cho mình ngủ xuống cái nước. Mày ngủ ngàn năm chết cha em luôn. Ok vậy đi. Giờ mình sẽ cho nó chết luôn nha các bạn. Giờ mình sẽ vô. Để bây giờ mình vô mình coi thử nó ngủ chứ. Chắc nó cũng đang ăn xương xương xương. Đây. Nó ngủ gì vậy? Ok nha các bạn. Giờ mình sẽ chào luôn. Chào. Lại nói nha các bạn. Nó đứng nó nhìn gì kìa các bạn. Giờ mình sẽ cho nó các bạn. Đi nhẹ 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 để nó biết. Và càng nhẹ đi xa xa ra. Ok nha các bạn. Nó biết. Ui. Cái gì vậy? Kêu coi, nước rồi. Nổ. Mà sao nổ? Đồ quá cái đất quần. Nè, đồ quay gì đàn em nó trắng luôn giờ nghe biết đâu nghe biết đâu mẹ nụ nẻ cho anh tao cho anh lại quê rậu còn gì nữa còn gì nữa không quê rậu quê rậu ai da quần với mày này nữa không ai không đồ quê rậu không quê rậu quê rậu quê rồi, anh em nhảy hò đi, anh em nhảy hò.
ở nghề biết đầu, làm biết đầu, làm nghề biết đầu, làm nghề biết đầu, quần quay nữa. Má nghề biết đâu quá trời thao những ngày biết đâu anh em đâu ba đi rồng ok Murat gelin damından asla giờ mới lên đây có quay đẹp này chào xuống sát cả luôn giờ sao tâm tình thả ra đâu mà như con chó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc clip nha các bạn. Chứ nãy giờ nó điên nha các bạn, sợ nó đập mình quá các bạn. Ma mơ mơ giỡn nó mấy xíu mà. Ma nó đập. Như con chó nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ kết thúc clip nha các bạn. Bạn đã thấy hay để like, subscribe kênh ủng hộ nha các bạn. Quay quay gì nữa. Các bạn, các bạn chứ để nãy giờ. Nước dưới đây có sao không ạ? Tôi sẽ đến bên không chút do dự. Hầu tè ơi, tè nó ở đâu mà hầu nước dưới đây có sao không vậy? Hầu nước dưới đây em không chờ chị mày. Ok nha các bạn, ok mình đã rồi, còn nha các bạn, ok mày kéo lại nữa chờ chị mày, đừng nói gì nữa cơ.